À. Ông xoay 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 tới xoay 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 vậy, xong rồi xoay ngược lại vậy, xoay đến 360 độ luôn. Thì nói chung là nó chỉ mày là từ cơ bản nhất là mày leo lên mày ngồi đó, rồi nó chỉ mày bẻ lái, bẻ làm sao, y là bẻ cái đó là mày mấy mày vô mày bẻ mày đâu biết cái bánh lái là nó đi tới đâu đúng không, nó sẽ chỉ mày là bẻ vậy là cái bánh lái nó đang đi đâu rồi, thì đó nó sẽ làm từ đầu cho mày, xong rồi bắt đầu nó chỉ là vô số này kia, rồi bắt đầu nó chỉ xong cái đó nó cho mày ngồi đó mày bẻ bẻ một chút, xong bắt đầu nó mới cho mày ra mày chạy chạy là có người để chỉ. Thế anh dạy tao, ông phải chạy xuống coi cái bánh xe đang nằm ở hướng nào. Đúng xuống rồi. Bánh xe, đúng rồi, đúng rồi. Mới bẻ. Thì mới là phải vậy chứ. Thì mày phải chạy quen rồi, bắt đầu mày chạy được như người ta vậy là mày mới y như là mày sẽ cảm nhận được là mày đang lái, mày bẻ bẻ thì cái xe nó đi đâu là mày mới cảm nhận được. Chứ mới đầu mày chưa quen mà, cái gì đó. Sao cái gì mà. Nói thiệt tình. Nói bực ghê luôn. Chiếu lắm này lên nè. Nói chiếu. Vậy giờ đi không? Cái gì chứ? Đi đâu à? Mà mới lấy xe hả? Đâu? Vậy mày hỏi trước đi. Đi bộ hả? Thôi vậy đi, vậy đi bộ. Cái nào? Ở đâu? Chỗ hồi nãy tao với mày chụp hình á, xong mà có cái đèn xe đèn đỏ đúng không? À, chạy thẳng trong đó hả? Đúng rồi. Ai biết cái chỗ đó hồi xưa tao tập bằng lái xe gắn máy á. Nhưng mà có mà sáng nào tao chở con tao đi học đi ngang. Cũng an cư luôn hả? Ừ. Ai biết đâu, tao không rành chỗ đó. Chỗ đăng ký vô ngõ nào đây? Còn đây nè. Đẹp mà. Nhiều à? Mua nhiều. Ồ chụp nhiều. Mười nhưng cũng rẻ chứ. Rồi càng ít càng mất. Ừ. 5 tờ 20, 10 tờ 30. Sức khỏe mình khám đây rồi mà không chị? Chị muốn khám đây thì cũng được. Muốn khám đây thì chờ chị thông báo thì chị nhắn tin cho. Mà cái đó là mình có đóng tiền thêm không ta? Đóng 200 nghìn đúng không? 200 nghìn. Đúng rồi, bữa tao cũng khám đây á. Anh nói đi khám không ý là người ta kêu người tới mày lại đó mày khám ngay chỗ nãy nghe học á, chỗ đó nó luôn ngay chỗ gửi xe á. Nếu không có bằng hai bánh không cho học bốn bánh học bình thường, nhưng mà tại sao này người ta lấy cái mã số của bằng hai bánh lấy tiếp theo mã số của chung một series nó lấy chung một số luôn cho nên không có mà không đưa thì nó bị lỗi. Muốn học lý thuyết ở đây luôn hả chị? Học lý thuyết ở đây. Mình học khoảng mấy buổi chị? Khoảng buổi. Ủa là nay nhiêu ta? 300 hả? 400 hồi xưa nó cộng luôn là hai ba tuần sức khỏe, đúng rồi, chứ sức khỏe là khám riêng, cái đó cũng bệnh viện, nhưng mà cũng phải một tuần khoảng mấy tuần, ba tuần đầu mỗi tuần đi một buổi, và mấy tuần sau thì đi tự do.
Bây giờ đăng ký thì sao, 45 ngàn? Sao 45 ngàn? Như vậy tháng mấy được thi? Còn cuối tháng 6 chứ. Cuối tháng 6 này hay mấy tháng 2? Vậy chắc khoảng đầu tháng 3 mình mới học á. Cỡ giữa giữa tháng 3. Nhưng mà sau 45 ngày thì tính từ ngày đăng ký. Ngày đăng ký bữa nay. Bữa em nghe nói ai, bữa nghe ai nói là bây giờ mà đăng ký đến tháng 8, cuối tháng 8 thì được thi. Ý là tháng 6 thì bắt học sinh thi đi làm kiểm tra, thi tốt nghiệp, rồi làm bài test mới cho xét hạch. Thì nó đi la ra giúp mấy chị cho em. Thì bây giờ thi tốt nghiệp là chị lấy 26 điểm. Nhưng mà khi vô xét hạch ta lấy 28 điểm. Mình cố gắng rất là để thấy thi. Cái anh ở gần nhà. Ừ. Sao? Anh làm bên Viettel á. Cũng lớn tuổi rồi, sinh năm 1985 mà. Thi ba lần bị rớt. Rớt cái chiếc này rớt rồi. Rớt cái kia. Ý là có hình như có cái gì quên à, cái app không chị? Mình tải với mình coi phải không? Nó là do mình. nhà là tài xế không mà đi chết ai chạy cười. Cái năm ngày sau mình đi Mỹ với thầy hả? Đúng rồi. Thầy báo giờ các em lên học. Ngày thì em tự chọn. Là học học thành xứ hả? Ừ. Ủa, học lý thuyết trước hả chị? Thì em muốn học lý trước cũng được. Có thầy em muốn học lý thuyết trước. Tùy nói chung lý thuyết là chỉ liên quan đến luật với biển bán. Còn thực hành thì leo lên xe thầy sẽ dạy cách ghi số. Anh học để cái nào học cái đó. Rồi em cảm ơn chị. Rồi gì? Ở đâu biết đâu, tưởng đâu bên kia xong gửi xe theo hai đứa lội bộ qua đây. Rồi đi về. Đi vô đó coi thử không?